Tao và Ton chia tay sau 14 năm bên nhau. Thời gian vừa qua có tin đồn về một nữ diễn viên nổi tiếng chia tay bạn trai, kèm theo emoji rắn làm biểu tượng, khiến nhiều người nghi ngờ rằng cặp đôi Teo Ton do Teo từng thành công với vai diễn bộ phim Nữ Thần Rắn. Trước đây, Teo từng trả lời phỏng vấn về tin đồn, khẳng định rằng đang cố gắng duy trì. Nhưng khi hỏi về đám cưới thì cô bảo rằng không cần mong chờ, mà hãy mong chờ đám cưới của những cặp đôi khác vì cô và Ton luôn xem nhau là bạn. Khiến cho nhiều người thêm nghi ngờ rằng mối quan hệ lúc này không giống như trước kia, mà bình thường sẽ khẳng định rõ ràng vẫn yêu nhau tốt đẹp. Hôm nay, khi đến cùng đóng đồ từ thiện tại công ty trực thuộc, thì Teo chia sẻ, hiện nay là bạn bè, chúng tôi luôn cho nhau khoảng cách theo chính sách của chính phủ. Cả hai vẫn dành ý tốt cho nhau. Nếu hỏi rằng có thể hoàn toàn gọi rằng đã giảm địa vị mối quan hệ xuống hay không, thì đúng vậy, đại loại là thế. Chúng tôi quyết định khá lâu vì cố gắng tìm cách giải quyết tốt nhất cho cả hai. Nữ diễn viên cho biết, anh Ton là người mà tôi cảm thấy có ý tốt, và anh ấy cũng có ý tốt dành cho tôi. Nhưng nếu nói về tương lai đi cùng nhau thì lúc này không được, nhưng cả hai vẫn lo lắng cho nhau. Còn về lý do chia tay thì Teo nói rằng, tôi không muốn nói đến ở đây. Tôi nghĩ rằng nó là lý do của cả hai. Phải mất thời gian trong việc điều chỉnh bản thân, cả về chuyện hành động, suy nghĩ cũng lâu rồi. Chỉ là nó là lý do mà bản thân mình không muốn giải thích. Không có ai hiểu cả hai tốt như chính bản thân mình. Khi được hỏi về cơ hội tái hợp, thì Teo nói, không thể nói trước được vì không biết tương lai sẽ như thế nào. Nhưng lúc này tôi nghĩ đây là cách giải quyết tốt nhất. Thừa nhận rằng rất tiếc vì thời gian ở bên nhau đã rất lâu rồi. Đôi nét về chuyện tình cảm của nữ diễn viên phim Nữ Thần Rắn. Được biết, Teo và bạn trai đã quen nhau được 13 năm. Anh tên Ton, một người không làm trong ngành giải trí. Cộng đồng mạng Thái Lan cũng như các fan hâm mộ quốc tế của nữ diễn viên hàng đầu Đài Ba vô cùng ngưỡng mộ tình yêu kéo dài hơn một thập kỷ qua. Bạn trai Teo được khen ngợi là mẫu bạn trai lý tưởng của mọi cô gái khi anh luôn đứng ở phía sau để theo dõi và ủng hộ bạn gái của mình. Nữ diễn viên cho biết, tình yêu dường như vẫn còn và lặng lẽ, vì như đã từng chia sẻ về chuyện tình cảm của chúng tôi luôn như vậy. Nhưng ngay bây giờ, giống như có một chút điều chỉnh, có một chút việc phải làm. Đó là khoảng thời gian tốt đẹp của chúng tôi suốt 14 năm qua, và chúng tôi chuẩn bị bước sang năm thứ 15. Trước đây, không có nhiều vấn đề xảy ra đối với công việc của chúng tôi. Anh ấy làm công việc của mình và tôi cũng vậy, nhưng chúng tôi luôn hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng giống như khi chúng tôi cùng nhau nhìn về tương lai, nó lại làm cả hai phải suy nghĩ lại. Vậy, thực sự tình trạng hiện tại của mối quan hệ này là gì? Bởi vì nó cũng là một khoảng thời gian khá dài, cộng với nhiều điều khiến chúng tôi cần ngồi xuống và nói với nhau nhiều hơn. Nữ diễn viên đã từng chia sẻ như vậy. Teo cho biết, hy vọng và cổ vũ những ngày sau mọi thứ không suôn sẻ. Nhưng tôi nghĩ mọi chuyện đều đã được an bài sẵn. Nếu nó phải đến thì nhất định sẽ xảy ra thôi. Nhưng chúng tôi không sợ, bởi vì cuối cùng đó là cuộc sống của chúng ta. Cuộc sống của chúng tôi luôn hy vọng cho nhau được hạnh phúc nhất. Và cuối cùng tôi sẽ lựa chọn điều tốt nhất cho cả hai. Khi được hỏi 14 năm hẹn hò đã chán hay bão hòa, nữ diễn viên tâm sự, thực ra thì cũng có đôi chút, nhưng chúng tôi luôn tìm ra giải pháp. Nhưng ngày hôm nay chúng tôi ở bên nhau rất thoải mái, không mong đợi điều gì. Anh ấy đến bên tôi và không hề áp đặt rằng chúng tôi phải làm như thế này, như thế kia, hay xác định rõ ràng mục đích đến trong mối quan hệ này. Mỗi người đều được tự do trong chính cuộc sống của mình. Và sau đó một cái gì đó khiến cả hai phải suy nghĩ lại, gọi cho nhau để nói rõ ràng. Tình trạng bây giờ giống như một người bạn thực sự phải nói ra điều này. Bây giờ chúng tôi cảm thấy như thế. Dù có chuyện gì xảy ra thì tôi luôn coi anh ấy là gia đình của tôi.
Teo lại nói, 14 năm là con số khá lớn, nếu không cố gắng thì có lẽ phải hối hận rồi. Cả hai đủ thấu hiểu để nhận ra vấn đề và tìm ra giải pháp tốt nhất. Tất cả những cuộc nói chuyện hiện tại là để giải quyết những vấn đề hiện tại của cả hai và vẫn có thể duy trì như thế này. Một ngày nào đó sẽ xảy ra, nghĩa là chúng ta phải đặt tình cảm của mình lên hàng đầu bởi vì không ai muốn làm tổn thương người mình yêu. Chúng tôi muốn tất cả mọi người hạnh phúc, nếu quyết cùng nhau đi xa hơn thì nhất định phải hạnh phúc hơn thế. Còn về chuyện kết hôn, nếu bạn theo dõi những cuộc phỏng vấn trước đây của tôi, chúng tôi chưa bao giờ nói về chuyện này cả, cũng không mong đợi nhiều hay có tư tưởng của mình, bởi vì chúng tôi đã luôn xem nhau là những người bạn.